Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng chơi trò chơi con chó. Nào, xin chào các bạn đi chim. Chào các bạn đến đây cùng chó. Đúng rồi. À đây con chó của các bạn nè. Cho nó ra đây xem bạn. Nè. Chạy nó. Nè, nó cắn đấy. Chim đi. Con chó này. Ơ, chim đừng đánh chó, chim. À không vì gì thôi nhá, em xin lỗi nhá là chị. Ồ chim ạ, đánh chó hỏng chó rồi. Nào lắp lại nha, đừng đánh chó nhá. Chó khổ lắm. Đấy. Cái bạn chip này. Chip chào các bạn đây. Này, chó này. Đó. Nào rơi lên. Bông rơi lên, bông rồi. Nào chim. Nào để đây, nào. Nào bông ơi bông ra nào. Để cho bỏ đây ra chó đi nào. Đấy. Chim ra đánh chó đi. Ra đánh chó đi, đánh chó đi. Chim nè. À cho chim mượn, cho chim mượn. Hỏng mẹ chim. Chim hư nhở. Nào quay đây nào. Em mang vào ngoài hả? Ôi tôi.